Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video. Trong dịp Tết này điện thoại của em lại về rất là nhiều cho tất cả các bác lựa chọn. Tất cả các cái dòng điện thoại của em ở đây cam kết với mọi người là hàng chính hãng, bảo hành 30 ngày một đổi một, bảo hành toàn bộ máy cho tất cả các bác 6 tháng. Em ship toàn quốc, kiểm hàng rồi thanh toán, các bạn không phải đặt cọc một đồng và một xu. Kiểm tra đúng cái sản phẩm mà em quay và em quảng cáo thì các bạn nhận còn không đúng thì đừng có nhận để tránh cái trường hợp là chúng ta mất tiền cọc mà không nhận được đúng sản phẩm. Ví dụ như kể cả có đúng sản phẩm nhưng vận chuyển nó bị vỡ hàng hay là có thể bị tráo đổi cái này thì nó cũng có thể nó xảy ra nhưng mà nó cũng ít khi thôi anh em ạ à. tốt nhất chúng ta kiểm hàng rồi thanh toán là ok nhất có đúng hay là có sai thì chúng ta đã được tay chúng ta được cầm và chúng ta đã được test kỹ thì chúng ta trả tiền còn không đừng có trả tiền em bán ở đây bán hàng trăm máy hàng nghìn máy một ngày em bán hàng trăm đơn không phải bóc phét đâu một ngày em bán hàng trăm đơn chứ không phải bán một đến hai con sau đó là bắt các bạn đặt cọc 500 hay là 200 100 hay năm chục đâu à, anh em yên tâm Uy tín hay không thì các bạn cũng đã biết bởi vì kênh của em nó có hàng triệu người xem và có hàng mấy trăm nghìn người để đăng ký kênh thì các bạn biết là nó uy tín hay không rồi. Đấy, cái vấn đề này chúng ta không cần phải nhắc đúng không? Điện thoại nếu mà như người ta bán một đến hai con đăng lên Facebook rồi thì cọc nọ cọc kia, mình ở miền Bắc thì người ta bảo miền Nam, mình ở miền Nam thì người ta lại nói ở miền Bắc. Còn bây giờ em bán cho tất cả mọi người toàn quốc, ship toàn quốc, bảo hành toàn quốc, kiểm hàng rồi thanh toán là ok nhất rồi. Đấy để đảm bảo cái đồng tiền và cái sản phẩm của chúng ta và uy tín của bên tôi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết từng cái sản phẩm cho tất cả mọi người. Ví dụ như cái con Redmi C33 này. Nha, Redmi C33 hiện tại ba con máy như thế này. Em bán với giá một máy 3 triệu 350 nghìn miễn phí ship full hộp máy mới 100%. Có sạc, có tai nghe và có ốp đầy đủ nhá. Đây. Pin 5000, màn hình 6,5 inch. Chúng ta cùng theo dõi RAM và bộ nhớ. 256 GB, RAM của nó là RAM 8 hỗ trợ 4 GB là RAM 12. RAM 12, phiên bản Android là 12. Redmi C33 các bác nhá, máy là máy 2 sim 2 sóng. Bán cho tất cả các bác là 3 triệu 350 000 miễn phí ship máy mới phun hộp như thế này luôn. Đấy, máy mới phun hộp luôn, có sạc, có tai nghe đầy đủ hết. Redmi C33 3 triệu 350 000 và hiện tại là có 3 màu như thế này Một màu đen, xanh và màu vàng cát này Đấy. Máy mới nhé Máy mới 100% 256 gb 3 triệu 350 nghìn Cái này là dán giá nhầm này Không phải 2 triệu đâu Giá gốc còn chỉ được 2 triệu ấy. Và tiếp theo em sẽ nói cho tất cả các bác về Redmi trước Sau đó là đến là Oppo rồi đến Samsung rồi iPhone Đấy, Rồi Vivo V30 hiện tại em còn có hơn trăm con như thế này 3 triệu 900 nghìn, đấy, 3 triệu 900 nghìn V30 nhá, con này là RAM của nó là RAM 8 và 128GB 128GB nhá, RAM 8, 128GB, 3 triệu 900 nghìn Pin của nó 5 nghìn, màn hình con này là 6,354 inch ấy Hình như con này là 6,56 inch Máy mới nhá, máy full hộp luôn anh em ạ RAM của nó RAM 8. Phiên bản Android 12 chấm. 128 GB, 128 GB. 3 triệu 900 000 thôi thì bây giờ em bán 3 triệu 4 à 3 triệu 500 000 Đấy, nhanh tay anh em nào nhanh tay để lựa được cái máy này. Nhá, anh em kiểm hàng rồi thanh toán 3 triệu 500 000 Không cần cọc, kiểm tra thì chúng ta thanh toán nhá. Kiểm tra đúng thì chúng ta nhận mà không đúng thì thôi. Đấy cực kỳ là uy tín nếu mà ví dụ như các bạn mà không được kiểm hàng thì các bạn bảo là ừ mua trên mạng toàn bị lừa bị lừa là chính xác do chúng ta tin người ta quá bắt các bạn cọc các bạn cũng cọc đấy sau đó người ta các bạn không lựa chọn đúng cái công ty hay là đúng cái cửa hàng nó uy tín nên là chúng ta bị mất tiền cọc bởi vì chúng ta cọc cho người ta rồi thì chúng ta người ta gửi cái máy nào thì các bạn không phải chịu đúng không kể cả ví dụ như nếu mà em làm đều em chỉ cần báo con này 2 triệu thôi các bạn cọc 500 rồi em gửi cho các bác một cái máy cũ cái, cái máy nó cũng tầm tiền đấy các bạn không nhận thì lỗ mà nhận thì so với cái giá trị cái, cái máy này nó quá đắt đúng không à, tốt nhất là cứ xã hội bây giờ ấy cứ kiểm hàng rồi thanh toán là ok đúng thì nhận mà không đúng thì thôi nhưng mà chúng ta phải hiểu nhá khi mà chúng ta không mua thì chúng ta đừng có đặt bởi vì đặt ở đây là như sao các bạn đặt bên tôi không phải là các bạn ghét tôi mà đặt tôi là ảnh hưởng tôi các bạn đặt thì sẽ ảnh hưởng đến người giao hàng thôi người ta làm thuê tháng năm sáu triệu mất một cái máy như thế này cho người ta thì các bạn người ta phải đền đúng không? Đó là người ta giữ cái đơn hàng của các bạn đi đến từ Nam cho đến Bắc, từ Bắc cho đến Nam nhưng mà trong khi các bạn thì làm trò chơi thôi. Tốt nhất các bạn không nên đặt kiểu như vậy. Bởi vì em đã bảo rồi, không cọc kiểm hàng rồi thanh toán, uy tín hay không thì chúng ta phải hiểu vấn đề này chứ không phải là các bạn ghét tôi mà đặt đặt chơi, các bạn đặt của tôi. Tôi mất 30.000 tiền phí ship nhưng nha, nhưng các bạn không lấy thì tôi sẽ chuyển cho người khác được nhưng mà các bạn sẽ làm khổ bao nhiêu người shipper Đấy, từ Nam sang Bắc, từ Bắc sang Nam không biết qua mấy chục người để cầm cái đơn hàng này Trong khi chả may làm rơi hay là làm vỡ Thì các bạn phải biết là ai đền Người giao hàng phải đền nhá Nên là mình làm khổ người khác thôi Redmi Note 11 Em bán với giá 3 triệu 800 nghìn cho tất cả các bác lựa chọn Hai màu như thế này, máy mới full hộp luôn Máy này máy hai sim hai sóng <laughs> Con này của nó là 128GB Máy mới nhá, đã gọi là máy mới thì đừng có hỏi là xước hay không. Con này 128 GB nhá. RAM của nó cũng là RAM uh, RAM 8 à, RAM đúng rồi, RAM RAM 9 này. RAM 6 hỗ trợ 3 RAM 9 này. À, RAM 9 phiên bản Android là 12 chấm nhá. Máy 2 SIM 26, pin 5000 màn hình 6.5. Máy full hộp đủ phụ kiện 3 triệu 800 nghìn kiểm hàng rồi thanh toán Đấy, Máy quá là đẹp Bây giờ là một giờ đêm gà gáy Các bạn nghe tiếng gà gáy không Em phải ngồi đây để làm video cho tất cả các bác bởi vì ban ngày là phải chốt đơn cho tất cả các khách hàng nên là không có thời gian để chúng ta nghe máy và không phải nghe máy mà là làm video đấy đây bây giờ là một giờ đêm nhá một giờ đêm nhá không không giờ nhá nếu mà các bạn không tin em sẽ nói cho tất cả các bác này đây là cái hôm nay em chụp màn hình nhá chỉ có 10 đến 18 tám giờ không ba thôi nhá Báo cáo vận hành ngày 15 tháng 2 2024 này đấy, Phát sinh và đã lấy 90 đơn Cái này không làm giả được nhá Em bán bên giao hàng tiết kiệm Một ngày là 90 đơn Không phải bóp phép đâu đây này Chính xác 100 trăm luôn Em cũng đã nói rõ cho tất cả các bác rồi Một ngày em bán hàng trăm đơn Chứ không phải là bán một con hoặc là hai con Cho đó là lừa cọc tất cả mọi người Em bán ở đây các bạn biết đấy Bán rất là nhiều dòng máy Chứ không phải bán một đăng lên một hai con này, Bán triệu hai triệu cho đó là cọc kiết các thứ đâu. Đấy, tất nhiên giá cả thị trường mỗi người có một giá. Tất nhiên các bạn phải hiểu em phải được lời lãi thì em mới bán chứ không bao giờ ai làm không cho ai cả. Đấy các bác phải hiểu như vậy. Còn em phải cân đối giá rẻ nhất có thể để cho tất cả các bác lựa chọn. Nếu mà đất ngang với cửa hàng ở gần nhà bạn thì thà rằng bạn đi mua ở gần cửa hàng nhà bạn cho nó nhanh. Còn tại sao như vậy? Tôi bán rẻ hơn thì các bác phải đợi. Các bác đặt của tôi được giảm năm bảy trăm nhưng các bác à, các bác phải đặt à, phải đợi. 4-5 ngày thì các bạn à, Các bạn mới nhận được máy đúng không Kể cả ví dụ như miền Nam hay miền Bắc Các bạn phải đợi 4-5 ngày cơ, Thì các bạn mới nhận được cái máy Đấy, Còn à, mua ở tại nhà thì nó đắt hơn Nhưng mà nó không phải đợi Redmi nhá. À, Reno 2Z Đi đọc nhầm Redmi Reno 2Z em bán cho tất cả mọi người là 3 triệu 150 nghìn miễn phí ship Máy mới full hộp luôn Máy này là camera của nó là thụt thò này Đấy, Máy cam cực nét nhá anh em nhá. 256 GB pin 5000, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy không? Đây đây là tôi. Đây là cam trước này. Cam sau, cam trước đều là nét hết. Các bạn phải hiểu một vấn đề như thế này, khi người ta sản xuất ra một cái máy RAM và bộ nhớ cao thì tất nhiên là người ta sẽ làm camera nó cực nét. Đấy, chứ con loại 16 GB hay là 32 GB thì không có cái chuyện mà nó nét như vậy đâu. Người ta đã nghiên cứu chắn rồi. RAM 8 và 256 g Tất cả các cái sản phẩm của em ở đây ấy, ít khi có cái con nào 16 g nha. Nhiều người không biết cứ bảo ô sao tôi mua ở bên kia nó rẻ hơn. Thì các bạn phải biết được RAM và cấu hình của nó Đấy, và cái chất lượng của máy. Đấy, còn em bán đây máy mới, máy 2 sim 2 sóng 3 triệu 150 nghìn. Zeno 2Z đừng có nghe nhầm tên 2Z nhá Zeno 2Z 3 triệu 150 nghìn miễn phí ship máy mới full hộp đủ phụ kiện em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác từng dòng từng sản phẩm cho tất cả mọi người đây đây là một cái con Oppo A95 bán cực chạy nhá máy mới nhá ở đây là cái dấu vân tay của chúng ta cầm nó có hơi nước thôi. đây này có cái hơi của tay của chúng ta thôi bởi vì đang làm vào nửa đêm 3 triệu 700 nghìn 3 triệu 700 nghìn máy mới phun hộp 100 phần trăm Oppo A95 đây hộp nó đây đấy A95 máy mới nhá có sạc có tai nghe từ que chọc sim đầy đủ hết bán với giá 3 triệu 700 nghìn Đấy, bây giờ em sẽ mở một con ra cho tất cả các bác xem nhá con này cũng là màn hình 6 trên 6,5 inch em cũng chả nhớ được là 6,5 mấy nhưng mà em cứ nói 6,5 con này là ra mà bộ nhớ rất cao các bạn nhìn thấy không ra 12 mà nó là cần hỗ trợ 3 nữa thành ra 10 10 năm phiên bản Android nó tầm thời đại bây giờ nó chỉ là 12 chấm thôi Đấy. 256 gb A95 5G. Pin 5000 màn hình 6.5, máy mới full hộp nha, anh em kiểm hàng rồi thanh toán. 3 triệu 700 000 Và em sẽ bán cho tất cả các bác những cái dòng sản phẩm cực kỳ là rẻ, có giá chỉ có hơn triệu, 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu, đến 3 triệu, đến 4 triệu. Đấy không thiếu tất cả các sản phẩm nhưng các bác cố gắng và chờ và theo dõi video nhiều người bảo ừ thằng này nó nói nhiều người nó thế rồi nó hay nó nói nhiều là nó cứ nói nhiều thôi chứ không bao giờ là 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 nó câm cả mỗi người có một cái tính khác nhau đúng không nên là em nói ở đây bán hàng thì tất nhiên là cả cái xã hội em bán toàn quốc mà quay video bán toàn quốc chứ em không lừa ai nha nhưng một số bạn vẫn chửi tôi bình thường Đấy. Một mình bạn để nói cho tất cả mọi người tin mình thì rất là khó Nên ai tin thì có thể mua mà không tin thì thôi Đúng không? Không ai bắt các bạn cả Đúng không? Mình thích thì mình xem, mình thích thì mua mà không thích thì thôi Chả ai bắt ai Đúng không? Còn em cũng bán ở đây cũng thế thôi Ai mua thì mình bán Chứ không phải không bao giờ là mình làm từ thiện cho ai được Đấy. A5S 1 triệu 650 nghìn 1 triệu 650 nghìn miễn phí ship Con này là RAM 6 128 g máy mới phun hộp nha máy mới phun hộp 100 phần trăm pin 4500 màn hình 6,4 inch RAM 6 này 128 g này máy 2 sim 26 phiên bản Android 8.1 này đấy máy mới nha máy mới có màu xanh màu hồng và màu vàng cát như thế này màu xanh nó là xanh như thế này đấy nó màu xanh như thế này thôi đấy có ba màu nhá máy thì không thiếu đâu máy phun hộp này Đấy, máy phun hộp luôn A5S 1 triệu 650 nghìn miễn phí ship một con máy em bán em kiếm cho các bác từ 1 đến 200 nghìn thì các bạn thấy không một ngày bán 90 đơn thì các bác biết là lời nó bao nhiêu nên là em không bao giờ thiếu những cái đồng tiền mà em đi lừa các bác uy tín hàng đầu em sẽ đổi trả cho các bác trong vòng 30 ngày nếu ai không đổi hoặc là chưa đổi thì các bác có thể phản đối và gọi trực tiếp cho tôi nhưng mà các bác thông cảm bởi vì đôi lúc khách nó quá tải nên các bác gọi không phải là gọi một lần sau đó là không nghe thì bảo là chửi tôi đấy hoặc là chúng ta làm máy bị vỡ thì chịu nhá đấy, nhưng mà nếu mà cái cái nào bị vỡ em sẽ hỗ trợ các bác thay màn nhưng ví dụ như bị thay màn hình này bị vỡ màn hình này hay là bị vỡ cái gì chăng nữa thì em sẽ hỗ trợ các bác thay em sẽ không lấy lời lãi cả ví dụ như một cái con màn như thế này nếu là máy nhà em em chỉ lấy khoảng độ 300.000 nghìn giá gốc thôi. Còn nếu các bạn đi thay nó phải bảy tám trăm nghìn. đấy là không phải bốc phét đâu. Đấy. Em bảo hành toàn quốc. Em không bao giờ nói thiếu một vài đồng. Sau đó em đi lừa mọi người cả. Anh em phải hiểu như thế này. Đúng không? Bán hàng như thế này thì các bạn biết là nó uy tín hay không rồi. Đấy. Nếu mà người ta kênh của người ta phát triển ở đâu ra? Một một đến hai nghìn người đăng ký của em và mấy chục nghìn người đăng ký kênh và hàng trăm người hàng triệu người để xem video này chứ không phải là bán. Uh, nếu mà một mình anh với tôi thì có thể tôi nói thế nào cũng được nhưng mà em bán này bán toàn quốc không bao giờ lừa được ai nhá. K9X 3.900 giảm 450.000 bán cho tất cả các bác 3.500.000 đấy, K9X nhá. 3.500.000, K9X có màu đen và màu trắng sữa à màu màu này là như kiểu màu này là màu gì đấy. Đấy, màu màu nhạt nhạt thế này đấy, đấy. Không biết là màu gì, đấy cứ biết là cứ màu vàng màu màu màu, màu bạc đi Đấy. 3 triệu 500 nghìn nha Bán cho tất cả các bác 3 triệu 500 K9X Con này thì là pin 5 nghìn rồi Màn hình là 6,5 inch 100 trăm rồi 6,5 mấy inch ấy Rất là to và rất là dài Em cũng không nhớ được tất cả các cái thông số hết Em chỉ giới thiệu cho tất cả các bác cơ bản là như vậy thôi Còn nó là máy mới RAM của nó RAM 12 Hỗ trợ 3GB thành RAM 15 nhá Phiên bản Android nó là 12 256GB K9X nhá, K9X nhá. K9X nhá có một dòng là K9S cũng gần như giống nhau. 3 triệu 500 000 bán cho tất cả các bác. Nhanh tay ai lựa được con nào thì chúng ta lựa. Những cái tầm RAM và bộ nhớ cao thế này có hơn 3 triệu bạc. Các bác được kiểm hàng rồi thanh toán yên tâm, bảo hành đúng lời hứa của tôi. Sai tôi chịu, sai đâu tôi chịu, các bác chửi thoải mái. Em mà không uy tín thì em phải tắt bình luận của em đi, em không bao giờ tắt nhá. Ai muốn bình luận thế nào thì bình luận. Nhiều người bảo là hàng này hàng giả này, hàng này hàng nhái này, hàng này không đúng chất lượng này, không đúng quảng cáo này, nên là xã hội mà mỗi thằng chửi một kiểu kệ. mình làm đúng thôi cái không không quan tâm nhá. Đây, má của nó đây, email đây. Chuẩn chưa? Sao thăng 06 thăng này. Các bác nhận máy nào thì các bác nhận, nhận các bác kiểm tra nhanh nếu mà có email như vậy là đúng, máy chính hãng nhá. nhiều người bảo ồ, cái thằng này nó bán rẻ, máy toàn là máy độ vỏ lên, em nói cho tất cả mọi người ấy, em bán đây này hàng mấy nghìn con thế này thì lấy đâu mà thời gian đi độ bỏ bán cho tất cả các bác và đi đâu tìm được cái máy về bán cho tất cả các bác nhiều thế này đúng không không có đâu anh em ạ à. đấy chỉ là nói cho những người không hiểu nha đây em bán cho tất cả các bác những cái dòng Redmi Note 10GE này đấy hôm nào cũng có một thằng nó nói bảo ô sao mình thấy người ta bán mới có giá có 2, ,2 triệu 2 ừ, thì tôi bán 3 triệu dưới Nha tôi bán 3 triệu rưỡi nhá còn ai bán 2 triệu hai thì các bạn có thể mua người đó còn cam kết với mọi người đây là máy nhật <laughs> máy nhật và trong khi cái máy này chống nước máy nhật nhá máy chống nước các bạn nhúng xuống nước bình thường nếu các bạn không tin các bạn theo dõi video và đăng ký kênh mai mình sẽ nhúng xuống nước cho các bác xem một cái máy này nhá xem nó có hỏng hay không đấy nhưng mà rất tiếc con này nó là một sim 64 tư thôi nếu các bác ở vùng biển hay là chúng ta đi làm mồ hôi mồ kê phụ hồ các thứ chúng ta dùng những con này là cực kỳ là ok nó sẽ không bị mốc nha anh em nha thứ nhất nó sẽ làm kín nó sẽ không bị mốc cho tất cả mọi người khi đã chúng ta đã sử dụng bởi vì nhiều người không hiểu là máy tại sao nó chắc hay không chắc chất lượng hay không chất lượng không nói cái máy nào bởi vì nó không hỗ trợ chúng ta chống nước thì tôi cũng không nói những cái máy đó những cái máy này nếu mà chúng ta dùng đi làm phụ hồ các thứ chúng ta dùng tất nhiên nó sẽ xước xước là chuyện bình thường nhưng mà nó đỡ được cái là nó sẽ không có ám mồ hôi vào thì nó sẽ ở uh, cái máy nó sẽ được sống rất là lâu nó sẽ không bị mốc ở trong cái bên đấy đã chống nước mà anh em mang đi nhá anh em cứ nhúng xuống nước rồi bốc lên nếu mà nước vào đừng có nhận máy luôn báo cho tất cả anh em như vậy cứ nhúng thoải mái cứ cho shipper ở đấy đợi nhúng xuống nước xem mà nước có vào không không vào thì lấy mà vào thì đừng có lấy Đấy. anh em được kiểm tra hàng và test hàng thoải mái không cần phải cọc đấy. còn các bạn biết người ta bán triệu dưới 2 triệu là cứ đi cọc mà mua còn em không cần phải cọc nhá đấy đây máy này là máy của nó là pin những cái dòng này là pin rất là cao chỉ rất tiếc là nó được một sim với lại là nó là 64G đây này 64G rất tiếc cái chỗ đấy thôi, Còn ngoài ra thì ok. Ram 4 64GB. RAM 4 64GB pin 5000 màn hình 6.5. Redmi Note 10 GE nha. Anh em yên tâm khi mà chúng ta lựa chọn con máy này là không sai lầm đâu. Chỉ được cái là chúng ta dùng hai sim là không dùng được. Đấy, dùng một sim là quá ok. Chúng ta đi ở biển này hay là chúng ta phụ hồ này, các thứ hay là chúng ta làm những cái việc mồ hôi một cây. Okay. Máy nó không phải là quá to, máy cũng bình thường. Đấy. anh em nhận máy cứ nhúng nước rồi thanh toán nói được làm được bởi vì chúng ta có mất gì đâu đúng không đây giới thiệu tiếp cho tất cả các bác những cái dòng nó cực chạy ở đây ở đây là mình có ba cái màu như thế này thứ nhất là có màu đen màu vàng và màu xanh như thế này Oppo A57 tại sao có con giá 2 triệu 8 có con 2 triệu 500 nói cho tất cả mọi người sẽ dễ hiểu thế này con 2 triệu 500 là 128 g có một số dòng thì là đắt hơn một tí đắt hơn 300 thì mình nhập nó cũng đắt hơn 300 là 2 triệu 800 là 256 g còn con này RAM 6 128 g 2 triệu 500 2 triệu 500 nha các bác nha Đấy, Oppo A57 không còn chỗ nào mà để mà các bác đi nhận một cái máy có hơn 2 triệu bạc 2 triệu 500 bạc mà mua được cái máy như thế này các bạn không tin các bạn cứ đi hỏi hết tất cả từ thế giới di động cho đến cửa hàng ngoài chỗ nào rẻ hơn thì các bạn có thể mua cho đấy bởi vì nó là quên của các bạn tiền của các bạn không ai cấm các bạn còn em bán ở đây ai bán rẻ hơn càng tốt sẽ phục vụ tất cả bà con còn em bán đây không có lời lái em không bao giờ bán cho tất cả các bác một con máy em bỏ ra hơn 2 triệu thì em không được khoảng 200 thì em không cho bán nha nó chắc chắn một, một câu như vậy chứ không bao giờ cái chuyện mà tôi mua một con máy này có một triệu mà tôi bán hơn 2 triệu đâu đấy thì các bác phải biết là lời lái là bao nhiêu thì các bác khác tự tính với cái giá thị trường Ừ con này nó nhập bao nhiêu con này tôi nhập vào 2 triệu 290.000 Bán cho các bác 2 triệu 500 lời có là 201 Không bao giờ bốc phép đâu Nói bằng thật Đấy. Chứ không có cái chuyện là đi mua con máy này có hơn triệu bạc Cho nó bán hơn 2 triệu đâu Lấy đâu ra Đấy, Đấy là em chia sẻ bằng thật Và nói cũng bằng thật <laughs> Nhiều người thì cứ bảo Mẹ cái thằng này nó nói nhiều quá rồi Thì toàn bốc phét nọ hay câu like câu view không phải đâu ạ à? anh em nào mua rồi mới biết đấy các bạn biết đấy một ngày tôi bán 90 đơn một ngày ram 6 128g pin 5000 màn hình 6,5 inch nha phiên bản Android nó là 12 chấm <laughs> mình ốm một tí các bạn thông cảm ốm nên anh em thông cảm nhá nó làm video nó cũng không được tiếng nó không được trong Đấy, nên em toàn làm video ban đêm Một giờ đêm gà gáy vẫn phải làm video Nên là chất lượng video nó không được tốt Ban ngày thì toàn chốt đơn cho tất cả mọi người Nên anh em phải thông cảm như vậy Đây này, ai cũng bảo hàng giả hàng nhái này Ok chưa, xuất hiện email cho tất cả các bác chưa <laughs> Đúng không Đấy, Nên là em nói thì ở đây thì cứ nói thôi Còn tin nhau thì Ai tin thì mua, không tin thì thôi Bởi vì các bạn không mất gì mà tôi cũng trả được cái gì của các bạn Đúng không Đấy cố gắng cân đối giá rẻ nhất để giúp tất cả mọi người có một cái sản phẩm tốt nhưng mà các bạn một số bạn không biết và một số bạn chắc chắn người ta sẽ lừa nhiều rồi người ta mới không tin chứ còn nếu mà chưa bị lừa thì chắc chắn là người ta sẽ tin thôi đấy, nên là cứ bảo mua trên mạng toàn bị lừa lừa là đúng đấy lừa là chính xác rồi còn anh em mua với tôi thì cứ được kiểm hàng rồi thanh toán không đúng đừng có nhận đấy. mà không có ý định mua đừng có đặt nhá bạn đặt thì ảnh hưởng bao nhiêu người shipper khổ cho người ta thôi Chứ tôi không mất gì, tôi cũng bạn không lấy tôi sẽ để chuyển tiếp cho khách khác có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ cần bấm hai phát là chuyển sang thằng khác rồi. Còn khổ nhất là những cái người giao hàng đưa cái máy này đi đi lại lại nên lúc còn làm mất hay làm vỡ cái là người ta đền nó khổ. Đấy. một mình làm sẽ một mình bạn làm sẽ làm khổ bao nhiêu thằng shipper. Nên là anh em cảm thấy mua thì chúng ta đặt không mua thôi chứ không phải là các bạn đặt 10 cái tôi nói các bạn nhá. Các bạn đặt 10 đơn của tôi không bao giờ giàu nghèo gì mà tôi cũng chẳng mất gì đâu mà các bạn đâu có lấy được cái máy này đúng không ram 8 hỗ trợ 2g ram 10 phiên bản android 12 chấm 256 g oppo a 56 còn chỗ nào rẻ hơn không 2 triệu 750 000 các bạn đi mua ở ngoài toàn hơn 4 triệu thì người ta phải đóng thuế má linh tinh đúng không Đấy, còn em bán đây bán cho tất cả các bác phải bán rẻ hơn các bạn các bác mới mua chứ nhưng mà rẻ quá thì các bác lại bảo là hàng em không chất lượng Đấy, chất lượng hay không Các bạn cứ kiểm hàng rồi thanh toán là ok Đấy, 2 triệu 750.000 Oppo A56 nhé Đừng nhầm tên này Nhiều bạn ấy cứ bảo anh ấy, em lấy con máy Bằng này bằng này Bạn phải nhớ được cái tên của nó thì tôi mới nhớ được Chứ bây giờ tôi bán hàng ngày tôi chả nhớ được hết Thì làm sao mà các bạn hỏi thế thì tôi chịu Chịu chết nhá A56 2 triệu 750.000 Ok chưa và lưu ý nhắc cho tất cả mọi người Các bạn mua rồi hay là chưa mua Các bạn có thể giới thiệu Có thể đăng ký kênh Chia sẻ video của tôi cho tất cả hàng xóm để theo dõi Và tiếp theo tại sao tôi lại để cái Cái này lên đây Nha Đấy là nói cho anh em nào tin mình thôi nha Các bạn đặt cọc 100 thì được giảm 100 nghìn Đặt cọc 100 được giảm 100 nha các bác nha Đó. Các bạn đặt cọc 100 được giảm 100 thì cọc theo cái số tài khoản này không lấy thẻ nha đúng cái số tài khoản này các bạn cọc 100 được giảm 100 thế thôi cho nó chắc có nghĩa là ừ, ví dụ như cân máy này tôi được 200 đúng không các bạn cọc 100 thì tôi bớt 100 tôi ăn 100 thôi nhưng mà chắc chắn bạn sẽ lấy bởi vì bởi vì là nó xác suất mà đúng không đấy là một cái kiểu của tôi bán hàng nó nó là một cái mẹo thôi nó là cái mẹo nhưng mà cũng giảm được cho các bác một ít nhưng mà đây chỉ nói cho những người là tin mình thì đặt mà không tin thì chúng ta đừng có đặt nha và đừng có chuyển khoản nha lúc chuyển vào hay là chuyển ra thì phức tạp lắm mệt đây kể cả một cái con Oppo A53 nhé A53 này em bán có 2 triệu 450 nghìn có ai bán như thế này đâu chưa có một ai bán như thế này mà rẻ quá thì người ta cứ bảo hàng mình không chất lượng đấy nó là như vậy đấy chính xác luôn bán rẻ như vậy thì người ta các bạn ô sao lại nó được rẻ thế không tin đâu mà. Không bao giờ tin đúng không? <laughs> Nhưng mà nó thực tế đấy anh em ạ. À. Pin 5000 nha, màn hình 6,5 inch. Con này là cũng là RAM 8 và 256 GB. Đấy. Xem chỗ nào rẻ hơn thì các bác có thể mua cho đó, còn em bán thì em cứ bán thôi. Đấy, phiên bản Android 11. RAM 8 và 256 GB, Oppo A53. 2 SIM 26, pin 5000, máy mới full hộp 100%. Full hộp nha, máy mới full hộp nha. 2 triệu 450 000 Oppo A56 này chuẩn bị lên giá nhá Trong hết tháng này là tháng sau lên 3 triệu ấy, 3 triệu 050 000 Nó có quyết định công ty nó nó báo rồi nha Nói trước đến lúc bảo là ừ, sao nó bán chạy hay sao nó tự nhiên nó lên giá không phải đâu Mình không phải mình mua người ta ấy, người ta lên thì mình lên thôi chứ mình cũng, cũng lấy đâu tiền ra đây để, để để, để cho tất cả các bác được đúng không bán mua mua con máy mua bán này được căng một hai trăm nghìn đến lúc này lấy đâu tiền đâu mà đỡ được đây là một cái con Oppo A53s nha còn ở đây là một con Oppo A53 thường Đấy, A53 thường đây con này là A53 thường 2 triệu 450 còn 2 triệu 750 là A53s nhá cũng là RAM 8 256GB pin cũng là 5000 màn hình 6.51 52 inch Đấy. Bảo hành đúng lời hứa 30 ngày một đổi một này Sau thang 06 kiểm tra mã này Ok chưa? Chuẩn chưa? Đấy, còn em bán ở đây cho anh em mình cứ yên tâm Dùng lỗi cứ đổi 100% Các bạn không tin Các bạn theo dõi xem Và anh em bình luận bên dưới Ai đã sử dụng cái máy của tôi lỗi mà tôi cho đổi chưa? Đấy tôi chỉ nói như vậy thôi ram 8 Phiên bản Android 12 chấm 256g Oppo A53s 2 triệu 750.000 miễn phí ship máy full hộp luôn có sạc có tai nghe có ốp đầy đủ hết máy của em thì có rất là nhiều bây giờ em sẽ giới thiệu qua một số dòng khác nữa cho tất cả các bác à, em chưa giới thiệu chưa hết được ấy. còn ở đây này một góc còn chưa hết được máy rất là nhiều nên là chúng ta cứ đăng ký Kênh chia sẻ ngay video để tránh cái trường hợp là chúng ta mất hay là như thế nào thì chúng ta còn theo dõi được video tiếp theo à đây có một con Oppo A à, à, xin lỗi con Vivo nhá i35 nhá Vivo i35 cũng là máy mới 2 triệu 800 con này cũng là RAM 8 và 256GB những cái dòng này là đều là RAM 8 256GB hết pin cũng 5.000 hết đấy máy vuông nhá máy vuông máy cực đẹp đây đấy máy vuông không có một vết xước đã gọi là máy mới thì đừng có hỏi là máy xước hay không <laughs> Đây này, RAM 8 này. 256 GB này. Phiên bản Android 12 chấm này. tên thiết bị Vivo i35. Đấy. Không còn chỗ nào rẻ hơn đâu các bác, không tin các bác cứ xem và các bác cứ uh, uh, nghiên cứu kỹ đi. Đấy. 2 triệu 800 000 cái máy này được kiểm hàng thanh toán không cọc. Đấy, nếu mà các bạn cọc 100 được giảm 100, cọc 100 thì còn 2 triệu 7 thôi. Ăn chắc là ở đấy, tôi bán cho ăn chắc. <laughs> <laughs> giới thiệu những cái dòng nó rẻ tiền hơn một tí cho tất cả các bác Oppo A3s có ba màu như thế này à, có hai màu như thế này màu xanh và màu đỏ và màu màu hồng em bán với giá 1 triệu 450 nghìn nha máy mới nhưng mà không có hộp đủ phụ kiện có ốp có sạc và có tai nghe nếu mà các bạn lấy cái hộp nữa là mất 80 nghìn Đấy, nên là em sẽ không lấy hộp cho các bác nữa Đấy, tại sao là như vậy thì giá nó rẻ rồi bây giờ lấy 80 000 nghìn ấy, thành hơn 1 triệu năm trăm được cái hộp nó cũng chả lấy được cái gì cái hộp nó cũng ọp ẹp không không dùng để làm gì Đấy, nên là em sẽ không 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 bán hộp cho tất cả các bác nữa và khi nhập thì trả lại cái hộp cho người ta Đấy, mình sẽ không không lấy hộp về nữa <laughs> con nào cũng không bật nguồn Đấy, những cái sản phẩm của em ở đây tại sao có cái giá này nhá pin 4003 màn hình 6,23 pin 4003 màn hình 623 tất cả các cái sản phẩm của em đều là ram 6 128 g máy mới nhá máy mới luôn đây này dây bóng các kiểu đầy đủ hết này đây, máy mới nhá có đủ phụ kiện nhưng mà chỉ có thiếu mỗi cái ốp à, à thiếu mỗi cái hộp thôi cái hộp ngoài ấy em tính hết rồi nếu mà bây giờ lấy cái hộp nữa thì thành ra lại tăng thêm 80 000 nghìn nữa, nữa thì quá đắt mà chúng ta sử dụng cái hộp nó chả để lấy làm cái gì RAM 6 128 GB này, RAM 6 128 GB nhá. 1 triệu 450 000 miễn phí ship. 1 triệu 450 000 miễn phí ship, được kiểm hàng rồi thanh toán, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Đổi phần cứng cho tất cả các bác 6 tháng. Đây là có một cái sản phẩm như thế này nữa này. Vivo i3 à, à con này i93. Vivo i93. Nha. Vivo Y93 có màu đỏ, màu xanh này và màu đen. Cũng là máy mới, cũng không có hộp mà có đủ phụ kiện nha. Máy mới 100% nha. Đấy, máy mới 100%. Cũng là RAM 6 128GB. RAM 6 128GB nhá Anh em nha. Đấy, máy mới. Máy mới, không có hộp. Thiếu cái hộp thôi. Tôi vừa bảo các bác ấy. Nếu lấy hộp nữa thì thêm 80.000 nữa để quá đất thành 1 triệu 6 rồi Em bán 1 triệu 500 000 cho tất cả mọi người Nói chung là cân đối rẻ nhất có thể rồi Đấy Nếu như các bạn đi mua cái máy cũ cũng có 8 900 nghìn Đúng không? Hay là 1 triệu Mà chỉ được 16 g thôi Còn con này là 128 g nhá Đừng quên nhá 128 g Pin 4500 Đấy Bán như vậy là quá hợp lý giá cho tất cả anh em để chúng ta sử dụng Người già, trẻ con hay là người lớn hay là các thứ đều dùng ok Vivo Y93, đừng quên cái tên của nó để khi các bạn đặt thì mới đặt được được. Vivo Y93. Đây, các bạn thấy không? RAM 6 này. 128 GB hiện tại còn trống 114 GB này. Đấy. Máy mới luôn đấy, mới 100% ấy. Đây. Đấy, nhiều người cứ bảo thằng này chắc là nó lấy cái đồ nó về nó độ vỏ nên là nó mới có cái giá rẻ như vậy. Em nói cho các bác ấy, lấy đâu thời gian đâu mà độ hàng hàng mấy nghìn con ở đây. Đây. Mã của nó ở đây nhá các bác nhá. chính hãng hay không thì các bác cũng khác biết rồi, chứ không cần phải nói làm gì nhiều. Đấy, con kể cả các bạn ấy, nhiều người cứ bảo là mình là khách hàng là thượng đế, cứ nói khó chịu em á. Thằng nào nói khó chịu thôi tắt máy nhá bạn không phải là những người mà mua có, có thật nhiều tiền nên mua cả các cửa hàng này đâu bạn chỉ mua một cái để sử dụng thôi tôi cũng kiếm từ các bạn cũng một đến 200.000 nghìn mà nói khó nhau là em sẽ phải tắt máy đấy, nhiều người cứ như kiểu ông tướng lên mình hỏi đi hỏi lại em mua cái máy 5 sáu trăm chịu chết đúng không có người như hôm nay ấy, gọi 6 cuộc xem đến con nào cũng không mua sau đó là hỏi anh lấy anh có tầm bao tiền em có khoảng 3 đến 400 cái gọi cá ngay chứ không chờ cho người khác gọi bớt đây con A600 này, 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 này máy này máy cũ nhá 70 phần trăm đây này trước móc một tí này trước này để móc đây này bán có 650.000 thôi 32g các bác nha 32g em bán cho tất cả các bác 600.000 nhưng mà những cái dòng máy này các bạn phải chuyển tiền hết thì mới gửi nha bởi vì cái máy này bán chơi thôi được cái gì đâu các bạn phải biết mua cái màn này cũng đã 300.000, 200 mấy, 300.000 rồi. 220.000 cái màn này rồi. Đấy, trong khi đó là là công kiếp không nói rồi. Chẳng qua khác có thợ thì mình làm thôi. Nó có vứt ở đấy mình làm thôi 650.000 nhá. Có sạc cho tất cả các bác. À, có sạc cho tất cả anh em. 32 ghi dùng trẻ con hay là chúng ta dùng để tạm là được. Vỡ không tiếc. 650.000 nhưng mà nhưng mà anh em phải chuyển khoản hết thì mới gửi nhá chuyển đủ 650 nghìn mới gửi nói trước ấy Còn tất cả những cái dòng máy trên 1 triệu không cần cọc Không cần chuyển Còn dưới 1 triệu là các bạn phải chuyển khoản trước Chuyển khoản hết thì mới mới gửi chứ không phải chuyển 1 200 Bởi vì tại sao không quản lý được ấy Đấy, mỗi người một hai trăm thì nhiều người làm sao quản lý được đúng không? Đây những cái sản phẩm iPhone 6s Plus nhiều người cứ hô đắt đắt là đúng em không nói em bán rẻ em bán đắt nha yeah anh em được kiểm hàng rồi thanh toán máy sạch ai máy này được 90 phần trăm trở lên pin cũng được 90 phần trăm trở lên Tại sao em bán giá 2 triệu 750.000 cái máy này hiện tại là nhà em chưa có ốp để ốp thì mỗi người thích màu đỏ mỗi người thích màu đen mỗi người thích một kiểu tại sao em bán đắt nhá con này là nó là 128 ghi nhá con này nó 128 ghi nhá chứ không phải cái loại 16 ghi các bạn cũng đã biết đấy, em bán ở, ở, ở đâu nhỉ? Hôm nay em còn vài con em bán ở đây từ từ. Để để em bật nguồn cái con này hết pin nhá, để em tìm cái con nào mà nó có pin để em nói cho tất cả các bác ở đây. Con này là 128 g thì tất cả các cái sản phẩm này ấy là đều sạch iCloud, không có iCloud nhá. Đấy, máy thì uh, máy cũ nhá, máy cũ được 90% ví dụ như con này nó bị 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 mốc ở đây một tí này. Đấy, em không bao giờ em thay vỏ nhá. Nếu mà thay vỏ thì kiếm thêm 1-200 được Nhưng mà thay vỏ nó hay bị nóng máy Bởi vì nó chập âm dương Bởi vì nó là vỏ nhôm cơ mà Đấy, Em bán cho tất cả các bác đầy đủ vân tay Đây kiểm tra đây Không có ai cả lao Uy tín này không thì các bạn khác tự nắm Đây Dung lượng của nó đây 128GB này Vân tay này Ok chưa? Đầy đủ vân tay này. Đấy còn máy đã gọi là có đủ vân tay là máy zin rồi. Chứ còn thường thường là iPhone nhiều người không biết tại sao lại cứ bảo là thêm vân tay mà có vân tay nó đắt hơn. Em bán với giá 1.550.000 mất vân tay em đã bán rồi nhá. Đấy như hôm nay em đây em xem còn từ từ để kiểm tra con này xem còn không nhá. Pin hiện tại đang bảo trì, nó là pin mới 100% nhá anh em nhá. Từ 90% trở lên, 128 GB bán giá như vậy là 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 hơi đắt so với tất cả mọi người không biết về iPhone Đấy. À, còn em bán đây này ví dụ như con này em bán có 1 triệu 7 này hôm nay khách bảo lấy nhưng mà là thôi em đóng vào đây con này 1 triệu 7 này Đấy. À, con này iPhone 6 thường nó không phải là 6s mà nó là 6 plus nhưng mà nó là 6 thường này màn nó quá đẹp này Ok chưa À, bây đợi nó lên nguồn đã nha. 1 triệu 750 nghìn. Còn những cái sản phẩm ở đây cũng là cái con. Con này cũng là 6S Plus. Con này là bị dính iCloud này. Nếu mà các bác nào mà lấy. từ ấy... từ xem nào. Con này 64GB nhá, mất vân tay, chắc chắn là mất vân tay rồi, kiểm tra xem nào. Đấy, mất vân tay Anh em nào mua em bán cho các bác 1 triệu con này 1 triệu nhá 1 triệu là chuyển khoản hết nhá Có tài khoản ai cả lao nhá Có tài khoản ai cả lao nhá Không thoát được Đây, thấy chưa Đấy. bán 1 triệu cho tất cả các bác Anh em nào mua về chúng ta dùng để làm gì làm anh nghe gọi hay là vào mạng các thứ đều ok nhá Chúng ta vào mạng đơn giản bởi vì đây. Đấy, ví dụ Facebook này, 2 bi này, nó vào nó phải vào cái chỗ này thì mới vào được. Đấy, đây này. Thấy chưa? vào thoải mái nhá đây này mạng hơi kém <laughs> Dạ ok em tắt đi bởi vì sợ nó dính bản quyền đấy Đấy em bán tất cả các bác 1 triệu nha 1 triệu nhưng phải thanh toán hết thì mới gửi nha Đấy nói trước cho tất cả mọi người Đừng có bảo đến lúc bảo là sao lại không cọc lại bắt chuyển hết nha, Nói trước bởi vì những cái máy nó nó không đáng kể Bởi vì cái máy bây giờ mà gửi đi các bác không lấy nữa thì lỗ chỗ ngược Tin thì mua không tin thì em bán tại nhà cũng được Không sao cả anh em ạ à. Đấy Samsung thì có rất là nhiều này Máy còn rất là nhiều A50S 2 triệu 250 nghìn Máy được 95% trở lên Đây này Đấy, dây bóng tem siêu vẫn còn nha à, ok chưa Ôi giời, nửa đêm, 2 giờ đêm mà vẫn phải làm video nói chuyện thì con chó nó cắn Anh em ạ Thấy chưa, các bạn nghe thấy tiếng chó sủa không Mình không nói thì không được Nói thì vang ra ngoài một tí là Bắt đầu chó nó cắn, 64GB nhá Pin con này là pin 4000 Đấy, 4.000 này Ok chưa Bán được tất cả các bác với giá 2 triệu 100 000 2 triệu 100 000 Máy này là máy được 99% Thì nó cũng nó Có một số chỗ nó cũng trước xước li ti một tí Không vấn đề gì Hình như là không xước đâu Đấy, Nhìn qua là không xước nhá Đấy, Máy này kiểm tra này Ok chưa Đấy, Bán được tất cả các bác 2 triệu 100 nghìn Máy còn vài con nữa thôi Nhiều người cứ bảo ô thằng này nó bán đắt nhưng mà đâu có dư con nào Đấy Nó là như vậy đấy anh em ạ Giới thiệu cho tất cả các bác một vài con nữa này A12 Samsung A12 Pin 5000 RAM 6 128GB nha các bác nha đấy, Máy 99% không có một vết xước Chỉ có thiếu một cái hộp thôi Nhiều người cứ bảo sao là không lấy hộp rồi đây 128GB RAM 4 128GB Tại sao là không lấy cái hộp về bán cho nó dễ bán không phải đâu ạ. Mình đi nhập của người ta về ấy. Đấy, người ta cái bọn à, buôn hộp ấy, người ta lấy 80 đến 100 000 một cái hộp. Thì bây giờ tự nhiên là nhích thêm 100 nữa thì quá đắt anh em ạ. À, nó đủ cái tiền phí gửi vận chuyển đi rồi. Chẳng qua những cái dòng máy mà nó có hộp sẵn thì chúng ta phải lấy hộp thôi. À, những cái cái máy mà nó là những cái hàng cũ thì nó không có hộp, như cái máy này em bảo máy không có hộp, máy cũ. Nếu mà em mà đóng vào máy mới không ai biết đảm bảo 100% hôm ấy mới không biết nhá con này mới của nó hơn 4 triệu không à? Đấy. nhưng mà em không làm ăn như vậy nhá em không làm ăn như vậy em bán hết tất cả các bác là cũ và bảo cũ nhưng con này không có mà biết trước làm sao ai biết máy như mới 100 phần trăm luôn không có một tí xước nào dây bóng vẫn còn nguyên mà <laughs> tem siêu